đạo hữu cô nữ như pháp. Đây là chương trình Phật pháp Bích Ma trên mạng internet qua Ban Talk Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 4, Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ nhất, bài 6, Kinh Mãn Xà, Sappasuttang, tâm đã là không, cảnh xá gì? Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đối văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chú toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã lễ Tam Bảo hôm nay. Tiếp theo, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư kinh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức có mặt trong room. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, kính thưa quý vị. Bài kinh hôm nay nói về cái đức tính vô úy, không sợ hãi của một vị đã được giải thoát như Đức Phật. Kẻ phàm phu khi mà bị đe dọa thì cảm thấy sợ hãi là bởi vì tâm của phàm phu nó liên quan đến
cái ngã chấp. Vì còn ngã chấp nên tâm bị dao động, và do tâm bị dao động nên gặp cái hoàn cảnh đáng sợ thì khởi lên sự sợ hãi. Nhưng đối với bậc đã được giải thoát, đã đạt đến cảnh giới không chấp thủ, thì vị ấy đạt đến trạng thái vô sự quý. Chư Phật cho dù gặp hoàn cảnh long trời lở đất thế nào đi nữa thì các ngài cũng trú trong cái trạng thái tịch tịnh. Và tâm của ngài không có một chút sợ hãi, không cần phải đi tìm cái chỗ nương náu bình yên. Đọc qua cái bài kinh này, học qua bài kinh này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái đại hùng đại lực của Đức Phật. Mà chúng ta phàm phu, con nhà tông cũng giúp lòng cũng giúp cánh, chúng ta cũng nên tìm cho mình một cái trạng thái vô sự quý bằng cách là chúng ta tu tập những cái thiện pháp cần thiết, vững trú vào trong đó, an nhiên tự tại ở đó, thì tâm mình không có hốt hoảng trước cuộc đời đầy chông gai cầm bẫy, đầy cái sự lo án, lo lắng buồn phiền. Đó là bài học mà chúng ta cần phải học. Thì hôm nay cũng nói về ác ma. Ác ma vì tưởng rằng làm như vậy Đức Phật sẽ sợ, nhưng mà nó sẽ đã thất bại. Bây giờ chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài kinh này, sau đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tổ giảng giải ý nghĩa này rộng rãi. Bây giờ xin mời cô Phương Lan đọc cho để phần bài học năm mục của thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài Hòa thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sư. Bài 6 kinh Mãn Xà Sáp Bát Sư Tăng. Tâm đã là không, cảnh xá gì dẫn nhập? Sợ hãi xảy ra khi cảm thấy bị đe dọa. Bị đe dọa gây dao động có liên hệ mật thiết tới ngã chấp. Bậc Mâu Ni đã đạt tới cảnh giới không chấp thủ thì tự bản chất vô sở úy. Các ngài trú trong am không tịch với cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng. Chư Phật đối với trước mọi khủng bố đều không đi tìm chỗ nương náu bình an. Kinh văn: tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn ở Rajagaha, ở Trúc Lâm tại khu Cá Lăng Đắc Cá Ní Hòa Pá, chỗ cho sóc ăn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong bóng đêm ngoài trời, và mưa đang rơi từng hạt nhỏ. Lúc đó ác ma muốn Đức Thế Tôn sợ hãi, hoảng hốt, kinh khiếp, nên hóa thành mãng xà to lớn tiến đến gần ngài. Thân mãng xà như chiếc thuyền độc mộc dài, phùng mang lớn như cái nia của người nấu rượu, mắt lấp lánh như cái đĩa bằng đồng sứ cô xá lá, lưỡi rắn le ra tạo hình ảnh như sấm chớp trong mưa giông, hơi thở phì phào như âm thanh bể thổi của thợ rèn. Bấy giờ Đức Thế Tôn nhận biết đây là ác ma, ngài nói lên kệ ngôn:
trú trong am không tịch, bậc mâu tự chế, sống như vậy, buông xả như thế là thích đáng. Nhiều quái thú bò quanh, khủng bố bay bò sát, đại sĩ sống không tịch, chẳng mảy may sợ hãi. Dù trời đất lở, dù mãnh thú dữ dằn, dù giáo đao cung tiễn, Phật không tìm sở y. Ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiện thệ đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Vô sunya ghê hà ní, xê quá tí, bậc sống trong am không tịch. Sê vô sô mu ni á tát san nhà tô, bậc mâu ni điều phục tự thân. Vô sát giá chá rầy giá tát thá sô bá tí ru bàn nhí bàn hí tát thà quý thá sá tăng. Vị ấy sống như vậy vì tương thích với tâm tư đã buông xả tất cả. Cha ra cà bà bá hù, thề ra hòa bá hù, nhiều thứ đáng sợ bò quanh. Át thồ đằng đầm xa 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 rì xa bà bá hù, nhiều độc xà, những loài bay đáng khiếp. Lô mầm pí ná tát thá in jay in jay, nhưng không thể động được cộng lông. Sunya garagato mahamuni, bậc đại sĩ trú trong không tịch. Ná phầm phá lầy giá pát thá quỳ cha lầy giá, dù trời long đất lở. Sắp bề phí bà nà u đá sàn ta xây dùng, dù những sinh vật đáng sợ. Xá làm pí chê u rá xí bá cáp bày dày dùn, dù cung tên nhắm vào tim. U bá thí xú tà năng nát cá rồn tí bút thà tí, chư Phật cũng không tìm sanh y. Thích nghĩa: Theo sớ giải thì câu Vosajya Charaya Tathaso hàm nghĩa: Ngài sống tương thích với tâm tư đã xả ly tất cả, không tầm cầu nghiệp hữu và sanh hữu. Upathi thường được dịch là sanh y, là một thuật ngữ khó tìm chữ tương đương. Đây là động lực đi tìm cái tôi là, sẽ là, đời này hay đời sau, vì không bằng lòng với cái hiện tại. Trong ngữ cảnh này nên hiểu là một bậc trú trong không tịch, đối với tất cả khủng bố, không đi tìm chỗ nương. Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Và con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tịch Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Hòa Thượng Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Minh Đẳng, để Đức Tệ Trì, để Đức Tệ Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay đó là nói đến gọi là kinh mạng xà. Nhưng mà cái nghĩa của cái bài, tựa đề của cái bài nó là tâm đã không thì cảnh cũng không có gì. Nội dung của bài kinh của chánh kinh đó, thì cũng nghe đọc. Thì ở đây đó là được mô tả là một bậc đại sĩ như Đức Phật. Và cái sự xuất hiện thử thách đầy cái sự sợ hãi của ma vương đó,
thì từ cái hình ảnh mãng xà, hình ảnh của một cái con mãng xà rất là khủng khiếp, hay hoặc là nhiều cái hình ảnh thật là khủng khiếp để làm cho cái tâm của Đức Phật khiếp sợ đấy. Nhưng mà rồi thì Đức Phật này không có khiếp sợ, không có khiếp sợ trước những cái sự đầy cái sự khủng bố, đầy cái sự hình thù ghê sợ. Nếu như một người bình thường thì rất là khiếp sợ trước những cái hình thù dữ tợn, rồi những cái hình thù của cái âm thanh, hình thù cho đến tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là khiếp sợ. Nhưng mà đối với Đức Phật ấy, thì Ngài là một bậc giác ngộ, hoàn toàn thoát ly những cái sự sợ hãi đó. Trở lại ở trong một cái đời sống của một người phàm phu, thì chúng ta luôn sống trong cái cảm thọ, sống trong cái sự cảm thọ. Và trong cái sự cảm thọ đó, nó liên quan đến thân và tâm của chúng ta. Khi mà nói đến cái sự sợ hãi đó, hay là một cái điều gì đó, ví dụ như mình là một người bình thường á, thì đối diện trước những cái cảnh sợ hãi thì cũng khó. Có những người, người ta nói người ta không sợ ma, nhưng mà đối diện trước một cái khác đó, một cái hình ảnh khác, thí dụ như bây giờ tự nhiên mình thấy núi, mình đứng sát với cái quả núi, nhưng mà rồi cái núi nó tự nhiên lỡ những cái cục đá nó rớt xuống, thì có lẽ là mình cũng phải theo cái quán tính tự nhiên. Một người bình thường thì người ta phải né, phải tránh, phải trốn đi, phải trốn đi, tức là không làm sao mà có thể đối diện trước cảnh mà đá rơi như vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta nói rằng cái hình ảnh mà từ một bậc đại sĩ như Đức Phật đó, bậc trú trong am không tịch, bậc môn ni tự chế, sống như vậy buông xả, như thế là thích đáng. Thì ở đây chúng tôi trở lại với một cái điều, đó là khi mà mình đối với trước những cái cảnh khủng bố, cảnh sợ hãi như vậy, về cái sự đe dọa như chúng ta thấy là ngoại vật từ bên ngoài, núi lở rồi lửa cháy, nhà sập cây đổ, lở đất vân vân, tất cả những cái đó mà nếu như chúng ta đứng gần thì có lẽ là chúng ta phải khiếp sợ. Nhưng mà đối với các cái bậc mà hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật thì các ngài không có khiếp sợ. Bởi vì sao? Ở đây thấy rằng một người, người ta có thể nói nhiều cái lý do để nói rằng mình không sợ, để nói rằng mình không sợ. Nhưng mà sự thật ra đó, đối diện trước cái cảnh đó, một chút mãi may mà gọi là không sợ thì không có. Người ta có thể làm liều, tức là người ta liều, hay là người ta vì cái lý do gì đó, vì mục đích gì đó, nhưng mà đối diện trước cái sự sợ hãi đó mà bảo rằng không sợ thì một người phàm phu không thể có, người không thể có. Nhưng mà ở đây đó, một bậc hoàn toàn không tịch như là một, như Đức Phật của chúng ta, gọi là bậc ẩn sĩ, hay là bậc đã từng chế ngự. Cho nên là thường đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta sau cái cảm thọ vui buồn, rồi thỏa mãn, rồi là không hài lòng, rồi là đau đớn của cảm thọ, đau đớn của xác thân này, và cảm thọ buồn khổ của tâm lý này, nó luôn luôn diễn ra. Nhưng mà đó là nói trong cái sự cảm thọ. Bởi vì sao? Chúng ta còn nghĩ nhiều lắm. Ở đây trong cái nội dung của kinh đây,
nói rằng là do mình chấp vào cái tôi của mình, cái tự ngã của mình. Cho nên nếu mà quý vị thấy rằng là mình nghĩ rất là nhiều, mình nghĩ rất là nhiều, nghĩ tương lai phải như thế này, tương lai phải thế nọ, rồi người ta làm cho mình được vừa lòng, hay là có một cái hoàn cảnh nào đó đưa đẩy mình không đưa đến cái cảnh mà mình không vừa lòng, thì mình cảm thấy đó là sự bực bội, đó là sự khó chịu, đó là sự bực bội, đó là sự khó chịu. Tại vì sao? Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày đó, mình nghĩ rằng cái điều đó nó phải như ý mình, mà bản chất của thế gian thì là bất toại nguyện mà. Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng như ý của mình được. Mình thì thường là mỗi chúng ta đều có cái sự cầu toàn, cầu toàn cái này, cầu toàn cái kia, nhưng mà có những việc đó nó có thể là thành công trong khoảng 80-90%, hay là có những việc nó có thể là đạt được 100%, nhưng mà có việc thì nó cũng không thể đạt được. Thì chúng ta phải biết chấp nhận với những cái đó, chấp nhận với cái đó. Bởi vì chúng ta mong muốn được cái này, mong muốn cái kia. Ngay cả trong công việc hàng ngày, quý vị và chúng tôi cũng vậy. Khi mà mình có những cái công việc, mình biết những cái công việc như vậy, và mọi công việc mình cố gắng để vận dụng, để làm sao cho nó làm tốt hơn, làm tốt hơn. Nhưng mà nếu mà nó không được thì chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta phải buồn, phải buồn. Như vậy là tâm lý cảm thọ của mình buồn khổ cái tâm lý. Rồi bây giờ nè, trong cái sự mà thành công của mình, trong cái sự thành công của mình, mỗi chặng đường, mỗi việc làm chúng ta bước qua, chúng ta có thành công thì chúng ta cảm thấy đó là cái sự thành công, đó là cái sự vui vẻ hay là quan nghĩ. Trong cái sự thành công đó là ý chúng tôi muốn nói cái thành công trong thiện pháp đó nha. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình thỏa mãn, hay là không phải vì vậy rồi mình dậm chân tại chỗ. Không phải là vì vậy mà mình dậm chân tại chỗ. Và mỗi cái sự tu của mình, cái đời sống tu hành của mình là cần phải có những cái sự phấn đấu, cần có cái sự nỗ lực rất là nhiều, mà trong Phật giáo gọi đó là sự siêng năng tinh tấn. Nhưng mà siêng năng tinh tấn không cũng chưa đủ, cần phải có một cái sự hiểu biết, tức là cái sự trí tuệ. Trong mỗi cái công việc hiểu rõ, biết rõ những cái việc gì cần nên làm, những việc gì cần phải suy tư, những việc gì cần phải nên nói, thì chúng ta nên làm, nên nói và nên suy tư như vậy. Còn những điều gì mà chúng ta thấy không nên suy nghĩ đến những điều đó, bởi suy nghĩ đến những điều đó nó trở thành cái sự phiền muộn ở trong nội lòng, đó là sự cảm thọ từ nội tâm. Cho nên là chúng ta buồn, chúng ta khổ lụy về tâm lý rồi đó. Bởi vậy cho nên là thường là mình ở trong nội dung của cái bài kinh này đó, là nói rằng là khi mà mình còn chấp cái tôi, cái ta thì mình còn khổ. Rõ ràng là vậy, người phàm phu thì là như vậy. Còn cách, nhưng mà mình phải chấp, mình phải học theo Phật. Phật á, Đức Thế Tôn á, thì Ngài đã hoàn toàn dứt bỏ, Ngài đã hoàn toàn dứt sạch những cái phiền não, không có cái ngã chấp trong đó. Cho nên là các ngài không có sầu muộn, không có sầu muộn, hay không, không có bao giờ sợ hãi trước những cái điều gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải làm như thế này, thế nọ, nhưng mà rồi đó, cả cuối đời của mình, mình chưa thực hiện được hết hoàn toàn những điều đó, thì nó có trở thành những cái điều mà chúng ta trở thành những sự lo âu. Thí dụ như là ở đời đó, chúng ta nghĩ đến làm tài sản ra có của cải vật chất để lại cho con cháu, hoặc ít ra đó là về già chúng ta cũng hưởng được chút, nhờ cái tiền cổ được hưởng chút. Nhưng mà rồi đó thì những việc đó nó không phải là hoàn toàn như ý mình mong muốn đâu. Mọi chuyện ở trong tương lai đó nó cũng tùy thuộc vào cái duyên
tùy thuộc vào cái phước nữa. Chứ không phải là nói rằng mình mong muốn như vậy thì nó phải như vậy được. Và do vậy đó, mình nghĩ đó là con tôi, đó là tài sản tôi, thì tất cả những cái đó đó mình chấp cho cái tôi mà, cũng mong muốn rằng mai sau mình sẽ được hưởng thụ khi mà mình về già, hay là mai sau mình sẽ là một cái người già rồi có con cái nó chăm sóc, hoặc là mai sau có đệ tử nó sẽ lo, vân vân những cái điều đó. Thật sự ra đó, nếu chúng ta hiểu trong Phật pháp thì tất cả những điều đó nó đều là do duyên. Mặc dù là chúng ta cũng mong muốn rất là nhiều, để rồi chính vì cái sự mong muốn đó đó, nó làm cho chúng ta sợ hãi cũng có. Khi mà chúng ta đối diện trước cái chết, đối diện trước cái sự mà gần đi đến cái cuối đời của mình, mà mình còn nghĩ đến những điều đó, thì thật sự là chúng ta không có cái sự buông bỏ, không có cái sự buông bỏ, và rất là có cái sự chấp chở trong cái tôi, cái ta rất là nhiều. Cho nên chúng tôi nhớ một cái đoạn kinh ở trong kinh Tăng Chi, có một lần nọ tôn giả Xá Lợi Phất ngài nói niết bàn này chưa hiện là lạc, là niết bàn chính là hạnh phúc. Thì lúc bấy giờ có tôn giả Ubali đó, Udayi đó, ngài mới hỏi rằng là nhưng mà này giả Sariputta, lạc thú ấy là thế nào, lạc thú ấy là thế nào? Ở đây gì? Ở đây đó là không còn thọ. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới trả lời rằng là chính vì không có cảm thọ đó thì mới là cái lạc tối thắng, cái lạc tối thắng đó chính là niết bàn. Cho nên ở đây đó, khi mà mình còn có cảm thọ thì với một người mình phàm phu của mình thì còn có cảm thọ, mà hả có cảm thọ thì còn cái có cái ngã chấp, mà hả có ngã chấp thì vẫn còn cái khổ đau ở trong đời sống. Cho nên khi mà trong cái nội dung của bài kinh này đó là nói đến cái hình ảnh cái bậc mà hoàn toàn gọi là bậc Mâu Ni Thượng Sĩ, tức là bậc hoàn toàn giải thoát. Cho nên các ngài sống như vậy mà các ngài luôn luôn, các ngài không ngày, các ngài buông xả, các ngài không như vậy thì cái hạnh phúc của các ngài rất là lớn. Cho nên nếu mà mình nhìn lại đó thì quý vị thấy rằng đó là từ cái hình ảnh ở bên ngoài cái thử thách, cái hình ảnh ở bên ngoài thử thách, có những người đó quý vị thấy là có những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là ghê tởm, nhưng mà người đó họ rất là bình thản, rất là bình thản, họ không sợ, không sợ. Nhưng mà rồi đó, nhưng mà có những việc mà họ sợ rất là đơn giản. Thí dụ như có những người sợ cái con thằn lằn, hay là có những người sợ con chuột con, chúng tôi gặp rồi. Có những người sợ con cóc, trong khi là con rắn hay là con trâu, con bò dần dàn như vậy, họ nhưng mà đến khi đó thì họ chỉ sợ con cóc người đó. Thì quý vị thấy rằng nó bất chừng và tùy theo cái khuynh hướng của mỗi người, cho nên cái sợ của mình nó khác nhau. Và đặc biệt là ở đây đó là mình chấp cái tôi của mình nhiều đó, càng nhiều chừng nào thì là càng khổ chừng nấy, và là càng sợ chừng nấy. Sợ như chúng tôi đã nói đó, tuổi trẻ thì mình có cái sợ của tuổi trẻ, về già đó thì mình có sợ của cái cách của người già. Tuổi trẻ thì mình nghĩ rằng mình sẽ vươn ra đời, mình làm ăn sinh sống, hay là mình vươn ra mình làm cái việc gì đó thì mong rằng cái việc đó nó sẽ thành công, và mình cũng ao ước rằng cái việc đó nó sẽ thành công đối với mình, thành công đối với mình. Rồi mình sẽ ra đời rồi có nhiều cái sự dồn dập, có nhiều cái sự thử thách, có nhiều cái sự cám bộ, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà rồi đó, nếu mà mình vượt qua đó thì đó là cũng chặng đường của mình vượt qua thôi. Nhưng mà rồi về già thì mình lại có cái sợ khác. Khi mà mình có nhiều cái sự thành công, chúng tôi tạm gọi đó là thành công, là gì đó, tuổi mình cũng đã lớn, cao, tuổi mình cũng đã cao, rồi đó là sức mình cũng đã yếu, tài sản mình cũng đã có,
danh vọng địa vị mình cũng đã có, thì bây giờ đó là sợ bị mất, sợ bị mất. Cho nên chúng ta sống bằng cảm thọ không à? Mất tài sản, mất danh vọng, rồi mất cái này, mất cái kia. Trong kinh á, Phật nói á, là những cái sự mất mát rất là lớn á, thì sự ví dụ như là sự mất mát tiền của, sự mất mát danh vọng, sự mất mát quyến thuộc, sự mất mát sức khỏe, vân vân. Và trong các cái sự mất mát đó thì Đức Phật ngài nói mất mát trí tuệ mới là mất mát lớn. Yeah, mất mát lớn. Chúng ta gẫm lại cái câu mà Phật dạy rằng mất mát trí tuệ mới là mất mát lớn. Sự thật ra đó, quyến thuộc, thân thuộc chúng ta trân trọng lắm. Yeah, chúng ta quý lắm. Chúng ta sống trong cuộc đời này có tình nghĩa tương tác, thân bằng quyến thuộc cốt nhục, làm sao ai tránh khỏi. Nhưng mà rồi mình gặp nhau trong cuộc đời này cũng chỉ là duyên để làm thân quyến trong gia đình. Rồi trong cuộc luân hồi này đó là diễn du, chúng ta cứ đi theo nghiệp của mình, đi theo nghiệp của mình. Thì mình mất mát thân quyến tuy nó lớn nhưng mà nó không lớn so với mất mát trí tuệ. Rồi tài sản mình làm ra đó, của cải mình làm ra đó, thì đó cũng là bàn tay của mình tạo ra, nhưng mà nó là vật ngoại thân. Nay tay của mình nhưng mà mai tay của người khác. Trong kinh nói rằng nếu như mà mình thiếu cước thì của quạnh tài đó, của cải đó, nó có thể là bị người kế thừa, người ta phá sản cũng có. Rồi hoặc là bị nước cuốn, hoặc là bị lửa cháy, hay là bị trộm cướp, vân vân. Đó có nhiều thứ lắm. Cho nên tài sản nó mất mát cũng là cái sự mất mát, nhưng mà mất mát nó không lớn so với mất mát trí tuệ. Tí nữa chúng tôi sẽ nói rằng tại sao mất mát trí tuệ. Khi mà mỗi việc nó xảy ra mà mình có sống trong Phật pháp, mình suy gẫm lại những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy về vô thường trong cuộc đời này, những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta đến và đi trong cuộc đời này đó chỉ mang theo nghiệp, và nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi, và chỉ có cái công đức thiện sự là cái chỗ để nương tựa mình. Và rõ ràng là chúng ta sống trong cuộc đời này đó thì có mặt ở trong cuộc đời này, đó là cái sự, đó là hữu duyên. Nhưng mà mất mát cái tiền của thì cái sự mất mát đó nó không lớn so với mất mát trí tuệ. Nếu chúng ta hiểu đúng, nếu một người hiểu đúng về mất mát thân quyến đó, thì mình đến cuộc đời này cũng là vô thường, cho nên thân nhân của mình nó rồi cũng phải ra đi thôi, mỗi người phải ra đi thôi. Mà mình có cái trí tuệ mình hiểu rõ vậy đó thì mình không có sầu lị bi lị nhiều, bởi vì chúng ta hiểu rằng cuộc đời là như vậy mà, có sinh ra thì phải có tử, tiền của có đó thì cũng phải mất đó, là vật ngoại thân. Danh vọng có đó, địa vị có đó, nhưng mà rồi cái đó mình tạo ra mà, rồi cái đó nó cũng sẽ mất chứ không thể nào. Cho nên cái người mà còn chấp cái tôi của mình càng nhiều, cái gì mà liên quan đến mình nhiều quá đó, thì mình còn khổ. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là mất mát trí tuệ mới là mất mát lớn. Khi mỗi vấn đề chúng ta nhìn lại, mất mát thân quyến, mất mát sức khỏe, mất mát danh vọng, mất mát tài sản, những cái mất mát đó chúng ta thấy nó cũng quan trọng lắm, nhưng nó không lớn đâu. Nếu chúng ta nhìn lại mà mất mát trí tuệ, trong khi chúng ta bị mất mát danh vọng địa vị, thì bắt đầu là chúng ta phải khổ lị, chúng ta phải đập đầu nhổ tóc, chúng ta phải nói tại sao tôi bị mất như thế này. Chúng ta khổ lắm, chúng ta khổ vì nghĩ cái tôi của mình, vì nghĩ cái tôi của mình. Tiền của cũng vậy, có những người họ bị mất tiền của họ phải, có thể là quyên sinh, có thể họ bị điên đảo, có thể họ bị mất trí cuồng loạn, thì cái điều gì? Tại vì họ mất mát trí tuệ, họ không nhìn thấy rõ được cái sự thật đó, sự thật đó. Cho nên á, còn thân quyến của chúng ta cũng vậy, đến và đi trong cuộc đời này thì quả thật là chúng ta trân trọng lắm, chúng ta quý thân quyến của mình lắm, nhưng mà rồi đến và đi trong cuộc đời này chẳng là do nhân duyên mà thôi. Và mỗi người đều có cái nghiệp hết, bắt nguồn từ ở cái tham thích của mình, hay là nói cái cảm thọ. Chúng ta để ý lại đó, trong một ngày 24 giờ, 24 giờ,
chúng ta nhìn lại đó là cái tâm của mình luôn luôn có sống trong cái trạng thái của cảm thọ, không vui thì buồn, rồi có những cái trạng thái bình thản, không vui không buồn, nhưng mà đều là cảm thọ hết. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất là khi Ngài mới trả lời cho tôn giả Udayi đó, rằng Udayi đó, rằng là không có cảm thọ đó là niết bàn, thì ở đây chúng ta muốn nói đến cái bậc mà thượng sĩ, chính là Đức Phật, hay là những bậc hoàn toàn giải thoát, những bậc hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà rồi đó thì giống như chúng ta là những người đang tu Phật nè, đang tu theo lời dạy của Phật, sống theo lời dạy của Phật, thì giống như là thượng hòa thượng Tệ Siêu khi nãy nói đó, là con nhà Long thì con nhà Tông thì không giống, chỉ giống Long thì cũng giống cánh. Có nghĩa là chúng ta học Phật, chúng ta được mạo muội mệnh danh là đệ tử Phật hay là con của Phật, thì chúng ta cũng bắt chước một việc, một cái gì đó, chúng ta cũng không phải là được phải là cái số nhiều của phần trăm, nhưng mà cũng mong rằng chúng ta được dài 30% theo Phật, bắt chước theo Phật đó, các cái bậc thánh hiền giải thoát đó, thì chúng ta cũng sống được an lạc trong đời này. Cho nên nếu nói Phật pháp đó, chúng ta hiểu được đó, là chúng ta ứng dụng được đó, thì chúng ta đã có được cái sự an lạc trong cuộc đời này, an lạc trong cuộc đời này. Và ở đây đó, cái câu kệ kế tiếp đó là: dù long trời lở đất, dù mãnh thú dữ dằn, dù giáo đao cung tiễn, Phật không tìm sở y. Xin thưa quý vị, ở đây đó, sở dĩ mà nói rằng là chúng ta còn sợ hãi là vì còn có cảm thọ. Nhưng mà rồi đó là chúng ta chưa tập được cái sự xả ly, chưa tập được cái sự xả ly. Để khi mà một chuyện, những cái chuyện bình thường thôi, nếu chúng ta tập cái tâm mình xả ly được á, thì có lẽ là mình không bị vướng bận giữa cuộc đời này. Cho nên là có thể nói, chúng tôi nói là thường nói đến những cái điều mà gọi là tám ngọn gió đời: được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền cước mất quyền cước, được và mất đó, nó làm cho mình phải nao lòng. Nếu mà mình không vững tâm, nếu mà mình không có cái trí tuệ để thẩm thấu, mình để nhìn đó, thì rõ ràng là mình khổ lắm. Và chúng ta bị cuốn theo chiều gió, cuốn theo chiều gió. Được khen thì chúng ta vui, mà bị chê thì chúng ta buồn. Được khen và được lợi thì chúng ta vui, mất lợi thì chúng ta buồn. Được quyền tước thì chúng ta vui, mất quyền tước thì chúng ta buồn. Được và mất đó, nó làm cho mình nao lòng, nao lòng. Và đó chính là sự cảm thọ của sự khổ sợ hãi, của sự sợ hãi. Cho nên là nếu mà mình nói rằng cái sự mà một vị mà gọi là tịch tịnh, mà gọi là trú ở am không đó, am không tịch tịnh, có hai cái ý nghĩa. Một á, là cái vị đó về mặt hình thức ở bên ngoài đó, vì đó phải có cái cuộc sống mà thật sự là mình tránh đi những cái sự ồn ào, những cái sự hơn thua, những cái sự quyên náo giữa cuộc đời này, giữa cuộc đời này. Sự thật ra đó là mặt hình thức, về mặt hình thức. Giống như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài cũng có nói là một trong các cái tiêu chí của gọi là chánh pháp đó, thì đó có một cái tiêu chí đó là vì sao? Tự đặt lại cái tâm của mình có thích ở cái nơi thanh vắng hay không. Chúng tôi hỏi rằng giống như là mình ở chùa nè, mình ở chùa vậy, khi mà có lễ lộc, có Phật tử thì đến đông đảo, chư tăng đến đông đảo thì mình cảm thấy vui. Nhưng mà nếu mà chư tăng ra về rồi Phật tử ra về, chỉ còn 4-5 thành viên trong chùa, mình cảm thấy nó buồn, thì như vậy thì không được, không được. Bởi vì sao? Mình phải có cái đời sống tịch tịnh, phải có một cái đời sống, một cái không gian mà phải nói là yên ả. Giống như là mình nói rằng là mình
một một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát đó, thì người ta không có nhiễm đời, không có nhiễm đời. Trong khi mình thì chưa phải là một cái bậc mà giải thoát. Vì vậy cho nên là mình cần có một cái không gian yên tĩnh, cái không gian yên tĩnh, và đặt cái tâm của mình tự nghĩ lại coi coi. Mình vào hay hoặc là mình đi đây đi đó để rồi mình được vui, nhưng mà rồi là khi mà mình trở về chỗ của mình thì mình cảm thấy buồn, thì cái đó không được, không được. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái đời tu đó thì nó có những cái mà mình tự trải nghiệm, tự trải nghiệm. Đó là khi nào mà lễ hội thì lễ hội là mình thực hiện hết cái chức năng của mình, là một cái vai trò để phục vụ cho một cái chung, phục vụ cho một cái chung. Nhưng mà khi mà trở về với đời sống yên tĩnh, chỉ một mình hay hoặc là năm ba người, thì chúng ta có một cái đời sống không gian thật sự là yên tĩnh. Lúc đó là chúng ta phải lo những cái việc mà chúng ta cần phải làm, giống như đời sống của một vị tăng sĩ. Quý vị biết rằng xem kinh, xem sách, nhìn cái này, nhìn cái kia ở trong kinh sách, rồi suy gẫm, hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, vân vân. Tất cả những điều đó nó đều là công đức thiện sự cho chính mình, mà mình cảm thấy đó là niềm vui. Còn nếu như mà mình cứ chạy rôn chạy ráo hoài ở bên ngoài đó, thì e rằng là mình không có cái gì để trú dưỡng cho chính mình. Cái điều thứ hai mà gọi là am tăng tịch tịnh, am không tịch tịnh thì muốn nói đến là cái nội tâm, giống như là Đức Phật hỏi mình rằng là tự đặt cái dấu hỏi lại cho mình, tự hỏi mình coi mình có thích sống cái nơi thanh tịnh, cái gọi là cái an tịnh ở trong chánh pháp hay không, tức là an trú trong đề mục. Thí dụ như một người có chánh niệm thì mình không có bị xao xuyến giữa cuộc đời, giữa cái này cái kia. Còn mình mà tâm mình không có chánh niệm, bị thất niệm thì mình bị cuốn hút vào cảnh, bị lôi kéo vào cảnh. Mà ở đây đó, nếu mà tâm tịch tịnh thì cảnh có sao nữa đi nữa thì tâm vẫn an tịnh. Giống như cái câu chuyện mà gọi là gió lay rồi cái cành lá nó đưa đó, thì vị thầy mới hỏi rằng gió động hay là phướng động, vân vân. Thì ông Tử mới trả lời là phướng động, rồi có ông đệ tử thì trả lời là gió động. Nhưng mà ông thầy nói là cái đó là tâm động, tâm động. Thì ở đây đó, muốn nói một điều đó là khi mà một người mà mình tập cho mình ở trong một cái đời sống, mình phải suy xét là mình luôn luôn trú dựng ở trong Phật pháp, ở trong Phật pháp, dù là pháp học, pháp hành. Chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có tuổi rồi đó, thì mình nhìn lâu vào trong kinh sách đó, thì mình cảm thấy nó mỏi mắt, đau mắt. Chúng ta cần có một cái thời gian để đi ra ngoài một chút, rồi chúng ta trở vô, chúng ta lại xem kinh, xem sách nữa. Chúng ta thích thú, rồi bắt đầu là chúng ta ghi chép, chúng ta ghi những cái gì đó. Nó trở thành, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái thời điểm như vậy. Có một cái thời điểm như vậy, thích thú vậy. Mình ghi ở trong, xem ở trong chánh bản như thế này, rồi mình ghi ra ở trang mấy, chú thích ở trang mấy. Mà sau này nó trở thành những cái tư liệu mà mình thích. Rồi hoặc là những cái cuốn sách của các vị tiền bối sau này viết đó, mình thấy có những cái câu nào hay, chúng ta cũng ghi chú ra những cái ý hay. Và ở đó nó trở thành cái điểm thích của chính mình. Mình thích chính mình. Và do đó đó, mình cứ lặn lội, mình tìm hiểu, mình thấy thích thú ở trong đó. Mà khi nào mình còn thích thú, thay vì mình thích thú những cái gì bên ngoài, nhưng mà đằng này mình thích thú ở trong kinh sách, mình cảm thấy nó là vui, thì chúng tôi nghĩ rằng lâu ngày chày tháng thì cái vị đó cũng cảm thấy là cũng phần nào cũng hiểu được, và phần nào cũng giỏi được, Còn ví dụ như mình có thời gian thì mình dành cho cái thời gian để mà mình chánh niệm thiền tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. Ngoài những giờ mà chấp tác đối với công việc của chùa,
quét dọn, tụng kinh, bái sám, những cái điều đó chúng ta dường như là, chúng tôi nghĩ rằng nó là việc làm hết sức là thường nhật trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó cũng là cái việc tu của mình á. Những cái việc tu của mình á, thì những cái thời gian còn lại đó là mình sống cho chính, tức là mình an tịnh ở trong đời sống chánh niệm, đó là đời sống thiền tập cho mình, thì mình cũng được an vui và mình cũng được an vui. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái lời dạy của Phật ấy, thì chúng ta cũng có được cái sự an lạc ngay trong đời này, ngay trong này. Còn mình chấp cái tôi của mình, cái ngã của mình nó nhiều đó, thì mình dính ở đâu á thì mình bị khổ ở đó. Chúng ta nghĩ đến danh vọng thì chúng ta khổ vì danh vọng. Chúng ta nghĩ đến tiền bạc thì chúng ta cũng khổ về tiền bạc. Chúng ta nghĩ đến địa vị thì chúng ta cũng khổ vì địa vị. Rồi chúng ta cũng nghĩ đến cái này cái kia. Vì vậy cho nên là Phật dạy mình là mất mát trí tuệ mới là mất mát lớn. Những cái mất mát kia nó không lớn đâu so với mất mát trí tuệ. Và trong mỗi trường hợp như vậy, mình có trí tuệ thẩm thấu, hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật và xuyên thấu với cuộc đời này, thì chúng ta mới là tập cái tâm bình thản, thì mình mới có được cái sự an lạc. Và mình tu là chỗ đó, mình tu là chỗ đó. Chứ còn sống sao xôn xao cuộc đời, rồi mình không sửa cái tâm của mình, mình cứ chạy rôm chạy ráo hoài, thì như vậy nó cũng không có được cái sự an tịnh cho mình. Ít ra thì chúng ta cũng không nói rằng mình phải chứng đắc cái gì, nhưng mà ít ra trong cuộc đời này mình được an lạc trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi cái tình huống. Và việc mình làm là nên làm cái gì mà có hữu ích. Khi mà mình có được cái sự quan nghĩ, có được cái sự thích thú trong cái điều đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người đó họ sẽ sống bởi những cái điều mà như trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỷ kheo mến tâm tư hàng niệm pháp, tâm hàng niệm pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Tức là mình sống của pháp học hay là mình sống của pháp hành, đời sống mình luôn luôn có cái mục đích cuối cùng của mình, và mình có cái lý tưởng để mà mình đeo đuổi theo, và đó chính là cái niềm an lạc cho chính mình. Nó tốt lắm, nhà nó tốt lắm. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta như là chư Phật tử cũng vậy. Mình tập cho mình bắt chước theo Phật, Đức Phật hay là chư vị thánh hoàn toàn giải thoát, thì các ngài có cái sự thành tựu. Do vậy thì các ngài không có cái sự sợ hãi trước một cái điều gì, dù là núi lở, dù là đất sập hay là nhà sập, cây đổ, các ngài cũng không sợ. Vì các ngài không có cảm thọ, các ngài không còn có những cái cảm thọ. Còn chúng ta còn ngã chấp nhiều, chấp cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của tôi, cái này của tôi, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên là chúng ta còn nhiều cái khổ lụy. Và Đức Phật qua cái bài học này đó, thì chúng ta học được một điều, đó là tập cái tâm của mình phải buông bỏ, phải biết xả bỏ, để rồi chúng ta có được cái sự an lạc trong chánh pháp, để rồi trong cái đời sống tu tập mình có được cái sự tiến tu ở trong đời sống tu tập của mình. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Và chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thủ cái kinh tòa pháp tân với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch hòa thượng Tề Siêu, không biết hòa thượng có còn ở trước máy không? Nếu hòa thượng nghe được, xin thính hòa thượng chia sẻ một vài suy tư với câu thảo luận đầu tiên. Thưa thì có lẽ là hòa thượng hiện không có mặt ở trước máy, xin được hỏi là thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin biết. Dạ.
Thế đó tôi quyền xuyên qua suốt cả cuộc sống, đặc biệt là nhiều năm tháng từ nhỏ tới lớn sống dưới mái chùa, thì thỉnh thoảng có thấy rằng khi mà chúng ta càng mong mỏi sự bình an thì điều đó chúng ta lại càng bất an không? Xin kính thưa thỉnh thoảng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Từ Siêu và thượng nhất đẳng thượng thật pháp tăng. Đệ đức Từ Tri, đệ đức Từ Đức, sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là trên cái sự bình an mà chúng ta đi tìm thì chúng ta đang là người bất an. Mà càng đi tìm sự bất an thì chúng ta rất rất là không được an. Có thật thì nếu như chúng ta có cái sự phiền não thì chúng ta tránh né phiền não. Nếu chúng ta có một cái sự dính mắc bị trói buộc thì chúng ta nên đặt xuống và cởi trói. Rồi chúng ta sẽ được bình an. Bây giờ một cuộc cãi vã, một cuộc tranh luận hay một cuộc hiềm khích, nếu như muốn được sự bình an thì trước nhất chúng ta bỏ cái chấp ngã, chúng ta buông xuống. Đây là kinh văn đã dạy một cách thực tế như vậy. Sự dĩ mà chúng ta, thí dụ chúng ta sợ hãi về ma quỷ hay chúng ta sợ hãi về bóng đêm, từ đó là chúng ta, chính chúng ta sợ hãi. Rồi chúng ta đi tìm một cái gì đó chúng ta nương, chúng ta tựa để chúng ta được an. Nhưng quả thật thì trong lúc mà chúng ta đi tìm, chúng ta đi kiếm đó là chúng ta đang bất an. Trên cái tinh thần của Đức Phật, mà thí dụ như mà sợ ma thì mình hiểu, phải hiểu rằng ma quỷ là chỉ là một chúng sinh ở cái cõi cổ, hay là chúng sinh nó dữ dằn, cũng không có làm hại ta. Nếu như ta đúng đắn, hay ta biết niệm từ tâm, hay ta biết niệm ơn đức của tâm, ơn đức Phật hay ơn đức Tam Bảo, thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì tự động chúng ta tụng đọc lên, thì tự ngay lúc đó là tâm chúng ta không lo sợ. Không lo sợ không phải là do chúng ta tụng đọc hay do chúng ta do cái này cái kia, mà chính là do tâm đúng, tâm chúng ta định tĩnh. Quý vị nhớ rõ, như tâm chúng ta định tĩnh ở đây, cái đạo Phật nó thiết thực hiện tại vô cùng. Cũng vậy, bây giờ chúng tôi và thượng tọa pháp tăng cự với nhau, bực bội khó chịu với nhau, rồi không ai chịu chấp nhận hết, thì cả hai đều bất an. Nhưng nếu thượng tọa, nếu tôi nói thượng tọa pháp tăng chỉ im lặng và chấp nhận xem như không có chuyện gì, thì tự thượng tọa pháp tăng rất là an. Thì tự nhiên nếu chúng tôi cảm thấy càng dỗi lên nữa thì mình càng bất an nữa, thì hồi tự nhiên mình cảm thấy ủa sao mình nói mà người ta cứ im lặng. Ví dụ chẳng hạn như vậy, tự mình nghiệm lại thì mình sẽ hết đau khổ. Chúng tôi ví dụ như vậy. Chứ còn bây giờ giữa chúng tôi và thượng tọa pháp tăng, chúng tôi ví dụ thì cứ cãi nhau hoài thì làm sao mà an? Tôi mệt quá, thôi bây giờ tôi tìm cái chỗ ổn an cái, như điều sự thật. Mình vừa đi mình mang nguyên cái cục tức ở trong lòng thì nó đâu có an. Nhưng sự thật ngay tại lúc đó là chúng ta nghĩ rằng có lẽ là thượng tọa pháp tăng đang có một chuyện gì đó, hay chúng tôi đang có gì đó. Thượng tọa pháp tăng suy nghĩ như vậy, chúng tôi ví dụ như vậy, thì mọi việc nó rất là dễ dàng. Hay đang có một sự hiểu lầm, hay đang có một cái phiền não gì bực bội, có thể là tâm đang bực bội như vậy, thôi mình đừng suy nghĩ gì hết, tự nhiên mình dừng lại. Hay là tọa pháp tăng cũng suy nghĩ chúng tôi như vậy, thì tự động nó đơn giản, không tự nhiên mà khởi sanh lên một sự bực bội, do cả hai đều câu thúc, cả hai đều ăn miếng trả miếng, thì không thể nào mà bình yên được. Và cũng như thế, tâm tư của mình ngồi mà cứ nhớ thương, bực bội, ước vọng, mình càng tránh né, hay mình càng cố tình mình muốn quên mà nó không quên, cố tình muốn bỏ qua mà nó không bỏ qua,
những cái sự cố tình đó của chúng ta, chúng ta không bắt nguồn, chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng, thôi thì tất cả mọi cái hình thái gì rồi nó cũng đi qua, tất cả cảm thọ, tất cả những đau nỗi khổ gì, sống hôm nay gặp nhau chứ ngày sau còn gặp nhau không nữa, rồi hôm nay gặp nhau biết trân quý cho nhau, đó là một điều tốt. Thì như vậy mỗi cái chuyện nó được bình yên. Hay là người ta gây khổ cho mình nhịn một chút xíu nó không sao, nhưng nếu chúng ta gây khổ lại thì nó gây cái oan trách. Hay người ta bất an đối với những người có cái trách nhiệm, có cái điều kiện lớn hơn, có cái thế lực, có cái quyền lực, hay là có cái tiền của lớn hơn, thì chúng ta biết rằng người ta không bằng mình. Thì nếu như mà chúng ta bực bội lên thì họ bất lợi, và mình cũng họ không yên vui thì họ gây oan trái với mình, sống cũng không yên. Rồi chúng ta thấy, bởi vì Phật tức chúng ta biết đừng có gây oan trái, đừng có gây sự oán hận, đừng có gây sự bội, để rồi chúng ta sống không có an. Mình càng đi tìm cái sự bình an mà ở đó mình gây quá nhiều cái phiền phức, cái miệng mình nói an chứ làm sao mà mình an. Ân oán quá nhiều, mình làm cho người ta bực bội, mình làm cho người ta khó chịu, mình làm cho người ta sợ hãi. Cái điều đó mình tưởng đâu là mình hay à, quả thật không có gì hết, không có gì là hay cả. Mà chính là một cái sự tránh xa, một cái sự bực bội của tha nhân nó mang tới cho chúng ta thôi. Cho nên vì vậy nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta biết khởi sinh lên chỗ nào, chúng ta cắt ở chỗ đó và chúng ta buông bỏ, thì như thế này quý vị nó sẽ đỡ. Chứ là chi mà bực bội oán hờn, thù này không trả không làm người, hay là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái chuyện nó qua 20-30 năm trước, nhớ tới một cái nó thấu xương, có cần thiết phải ôm cho mình quá nặng nề như vậy không? Trong khi cuộc sống này nó vui ít mà nó khổ nhiều mà, cần thiết gì phải đặt lên. Nếu chúng ta hiểu trong tinh thần gì được, chứ còn nếu đó, còn ở đây càng đi tìm cái sự bình an, nếu như ở đó chúng ta không tự lập an cho mình, chúng ta không bao giờ chúng ta được an ổn cả. Mà càng đi tìm chúng ta không thấy an, và đúng như vậy nó cảm thấy bất an hơn nữa. Thế là chúng ta lo đưa đến cái sợ hãi, vừa đưa đến cái nghi hoặc, đưa đến cái phiền não cho những người xung quanh. Chắc chắn cái điều này nó sẽ xảy ra, mà chính do nhân chúng ta tạo thôi. Nếu chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn thì mọi việc nó sẽ hết sức là bình thường. Thì chúng ta thấy chư Phật á, luôn luôn các ngài sống trong một cái sự tự tại, sống trong sự tự tại, bởi các ngài không có lỗi lầm, các ngài không có phiền não. Cho nên dầu cho là ác ma, hay là dầu cho chúng sinh phàm phu, hay ngay cả thiên giới ma giới cũng không thể nào mà có thể xâm hại được Phật, hay là làm cho Phật bất an. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy ngày sống đúng như là với cái tâm xả ly tất cả, không tầm cầu sanh hữu nghiệp hữu. Nếu như vậy các ngài đâu còn cái giá trị của sanh hữu nghiệp hữu nữa để mà sợ hãi, để mà ước cầu, các ngài không còn nữa. Cho nên vì vậy, và cũng như là vì cái chỗ không còn sanh hữu, không còn cái ngã chấp nữa, thì chắc chắn các ngài sẽ an lành. Và đó cũng là một bài học, đó cũng là một điều mà cho chúng ta biết biết nhẹ nhàng, biết vượt qua những hiểm nạn, biết vượt qua những cái điều đau khổ, thì chắc chúng ta sẽ được an lành và kính bạch Hòa Thượng Nhất Đẳng. Đây chính là lời thủ mắt của con là vậy. Con kính ngài quay trở lại. Nếu điều gì cần bố tốt thì kính cung tỉnh. Sa thủ kính trình Thầy Tổ Tự Quyền. Bạch Hòa Thượng Thầy Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy và Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Có lẽ Hòa Thượng không nghe được. Thì Tòa Pháp Tân ơi, Thì Tòa có thể trở lại với một câu thảo luận không? Nếu Thì Tòa Pháp Tân còn ở trước máy. Dạ. Yeah.
dạ, 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 tiếng Hòa Thượng từ siêu rồi. Bạch Hòa Thượng từ siêu, có một điều mà chúng ta thường nghe ở trong văn hóa dân gian cũng như là trong Phật học. Khi mà chúng ta nói về Sunyata, chúng ta nói về chữ không. Thí dụ như đó là ngũ quẩn giai không hay tứ đại giai không, hay ở chùa là không môn hay là cửa không, hay là chúng ta nói về cái không, thì phần đông á, chúng ta thường có vẻ như là cảm thấy đó là sự mất tất cả, đó là sự rỗng không, thậm chí nó còn vô vị nữa. Nhưng mà với những năm tháng tu học ở trong cuộc sống riêng của mình, thì có những trường hợp nào, có những cái tâm thái nào mà khiến cho Hòa Thượng cảm kích, thật sự là hoan hỷ với cái không đó và với cái Sunyata, tức là sống trong tu xứ xứ không tịch, không có sầu bi khổ ưu ai, không có sự khổ đau của năm quận, thì cái gì mà nhìn từ góc cạnh nào mà chúng ta cảm kích về cái không tánh phát sinh, cái tỉnh Hòa Thượng? Ô dạ, dạ có thưa hợp tân, xin lỗi thưa hợp tân, nãy giờ đại đi lên chánh điện đó, thì cứ nghĩ là Hòa Thượng thường siêu đưa tay, nhưng mà xin lỗi, rất là xin lỗi thưa hợp tân. Cái kính thỉnh thưa hợp tân, không biết thưa hợp có cần lặp lại câu hỏi không? Nếu được thì xin thưa hợp tân khoan hỷ chia sẻ một vài cái suy tư về điều mà chúng ta gọi là sự cảm nhận cái ý nghĩa của không tánh trong đời sống của chúng ta. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, 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 kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Chào lại chư Tôn Đức. Quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì có nghĩ rằng nếu mà mình niệm cái lý về cái không, thật sự là nó có nhiều cái vấn đề để mình suy nghĩ lắm. Vì ở đây con nghĩ rằng giống như có thể nói rằng là hả, sinh sự thì sự sanh, có cái này thì nó sẽ có cái khác, và do vậy đó thì cái tâm của mình khi mà mình thấy những cái gì mà nó khi mà chúng ta còn có cái chấp vào trong cái gì đó thì chúng ta còn phải khổ sợ, khổ lý về cái điều đó. Cho nên nếu mà mình trong cái việc gì đó thì con nghĩ rằng mình giữ cái tâm của mình có cái trạng thái nó bình thản. Khi mà mình thấy rằng có những cái sự mà mình thấy rằng nó gây đến những cái sự phiền muộn hay là dướng bận đấy, thì tốt hơn là mình tránh. Mình tránh ở đây không phải là mình phải làm cái điều này hoặc là làm cái điều kia, nhưng mà mình vẫn giữ được cái đời sống của mình một cách an nhàn và một cách có cái đời sống, có cái tức là mình có cái đời sống nội tại quan hệ ở trong cái pháp đời sống thực hành của mình. Cảm thấy đó là vui, cảm thấy
đó là cái vui. Và khi mà mình nói tánh không trong cái nghĩa tuyệt đối đó, thì rõ ràng là chúng ta chưa có cái nghĩa tuyệt đối. Nhưng mà góc nhìn của bản thân của chúng tôi nghĩ rằng là trong mọi việc, nếu chúng ta thấy rằng là những việc đó chúng ta cảm thấy nó tự tại, cảm thấy nó những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy nó hữu ích thì chúng ta nên làm. Còn những cái việc gì mà chúng ta thấy nó phiền muộn, khổ lụy, phiền muộn đến mình thì mình nên tránh. Mình tránh ở đây nè, giống như chúng tôi nhớ rằng ở trong cái kinh ấy, có những cái điều mà nói rằng là trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thì Phật có dạy đó là có những cái pháp mà mình cần phải tham nhẫn, rồi có những pháp thì mình cũng phải cần tránh né, rồi những cái pháp là cần phải tập, rồi cần phải cái pháp là cần phải do thọ dụng, vân vân. Thì trong mỗi cái gì có nghe rõ không ạ? Nghe lập cục mà. Quý vị có nghe rõ chưa? Cảm ơn cô Phong Lan. Chắc có lẽ là cái tiếng máy quạt đó nó kêu. Nó kêu. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày thì có lẽ là mình tập cho mình thôi. Tập cho mình sống trong cái cảnh nào đó thì mình có cái an lạc ở trong cái cảnh đó. Chứ tôi nghĩ rằng là cái việc tu là chính mà. Cái việc tu là chính. Cho nên là khi mà mình có làm cái gì đi nữa thì vẫn cái nội tâm của mình đừng có để cái phiền muộn, nghĩ cái này nghĩ cái kia. Như vậy thì đó là cái tốt, đó là cái tốt cho mình. Khi nào mà ở trong một cái điều kiện thuận lợi nhất thì mình sẽ làm theo cái điều kiện đó. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn thật sự ra thì khi nào còn có nhiều cái chấp đó thì là còn cái khổ lụy thôi. Còn khi mà mình bớt đi những cái chấp thì mình đỡ cái khổ lụy ở trong đời sống. Mà thật sự ra thì khi mà mình xuất chẳng việc đời, nếu là mình không chắc thì cũng khó. Cũng khó. Cho nên là nếu ai mà nói đoan chắc rằng mình mà gọi là xuất chạm với việc đời mà mình không chấp cái này, không chấp cái kia thì điều đó không có, không có. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng có những cái cách mà mình cần phải tu tập cho chính mình, rồi có những cái cách là cần phải do kham nhẫn, rồi có những cái cách cần phải do tránh né, hay là có những cách để rồi mình tu tập cho chính mình. Cho nên là như vậy thì ở trong mỗi cái cảnh chúng ta hả có mà có cái kham nhẫn được ấy, thì mọi việc nó cũng sẽ đi qua. Mọi việc nó sẽ đi qua chứ không bao giờ mà nó có tới cái chuyện đó nữa. Và cứ mỗi một lần như vậy thì chúng ta phải tập cho cái tâm của mình có cái sự kham nhẫn, rồi có cái đời sống tu tập, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là tạo an vui cho mình, tạo an vui cho mình, tránh đi những cái điều gì đó nó không hay. Và do vậy đó thì chúng ta có được cái sự an lạc. Thì cái góc nhìn của con thì con nghĩ rằng để mà gọi là cái tánh không trong cái nghĩa tuyệt đối thì rõ ràng là chưa có. Nhưng mà để rồi trong cái góc nhìn của mình, trong đời sống hàng ngày, để mà mình ứng dụng cái tánh không đó trong cái đời sống của mình thì rõ ràng là mình có được cái sự an lạc, có được cái sự an vui. Ở trong mỗi cái thời điểm nào đó mình cũng có được cái sự an vui. Thì đây là cái ý kiến con xin được chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì cũng Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thủ kính trường
Chúng ta hợp thành với câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ không biết là Hòa Thượng Tề Siêu có nghe được không? Nếu Ngài có ở trước máy, xin Hòa Thượng Tề Siêu cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là Hòa Thượng Tề Siêu không có ở trước máy. Chúng tôi xin tiếp theo lời của Chư Tôn Đức để có một vài chia sẻ thêm trong bài kinh ngày hôm nay với thời giờ còn lại. Thứ gì thường chúng ta được tìm thấy ở kinh Đức Phật Ngài dạy chúng ta về sự tưởng vô thường, khổ vô ngã. Và nhiều khi chúng ta nhìn những cái sự việc này, nhìn những cái pháp tu này đó, thì với cái tâm không có thích thú và không có gắn bó, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình học cái gì, mình tìm cái gì mà mình nói về phước báo, mình nói về niềm vui, thì cái khuynh hướng ấy chúng ta hay đi vào chỗ đó. Và khi mà chúng ta nghe những câu như là tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tất cả pháp hữu vi đều khổ, tất cả pháp hữu vi đều vô ngã đó, thì thưa quý vị, đôi khi mình nghe thì vì mình là con Phật và Đức Phật đã dạy thì mình hoan hỷ thôi, chứ mình không thấy điều đó có một cái gì đó mà mình muốn đi xa hơn, là mình chỉ muốn dừng ở là cái điểm đó thôi. Kỳ thật thưa quý Phật tử, Đức Phật Ngài không phải là tự nhiên mà Ngài dạy điều đó cho chúng ta như là một thứ triết lý, mà kỳ thật đó là những cái phương lương dược trị cái căn bệnh phiền não. Nếu chúng ta để ý thấy trong cuộc sống đó, đa phần là một người sống mà luôn luôn đi tìm sự ổn định, đi tìm sự bình an, đi tìm một cái gì đó mà mình có thể cảm thấy an lòng hoàn toàn đó. Thì thưa quý vị, ở bên ngoài thì có vẻ như là mình rất là ổn định, nhưng mà thật ra sâu kín trong lòng thì chúng ta có nỗi sợ hãi. Mặc dù nỗi sợ hãi đó được gói ghém lại, nỗi sợ hãi làm đẹp ra, đây là một sự thật. Trên phương diện tâm lý thì những người ở miền thôn quê họ sống trong bối cảnh tay chân bùn, thấy như vậy mà họ ít có lo âu, ít có sợ hãi, nhưng là những người sống ở thành thị, ở những cái nơi mà tranh tranh đoạt lợi, ở những nơi mà công việc làm ăn có sự cạnh tranh lớn, chúng tôi đã gặp và đã tiếp xúc với rất là nhiều người mà chúng ta có thể dùng một cái từ gọi là họ là những người thành công trong thương trường. Họ có cả một cái siêu thị, hai siêu thị, ba siêu thị lớn, họ có cái nguồn lợi tức thu nhập nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, đằng sau cái sự hào nhoáng ở bên ngoài, cái nhà thật to, xe thật là đắt tiền họ đi, thì họ luôn luôn đi coi bói toán, luôn luôn cầu mong được sự an lành. Và có nhiều khi người ta cúng vào chùa một tượng Phật, hay họ cúng vào làm cái gì đó đó, nó chỉ đơn thuần là để đi tìm một sự trấn an trong nội tâm. Trong lúc đó thì rất là khó tin là có một người Phật tử làm lương không nhật, không có nhiều tiền, nhưng mà buổi sáng họ chuẩn bị thức ăn đem đến chùa để cúng dường chư tăng á, thì nó chỉ thuần về một điều thôi, đó là họ thấy rằng cái việc mà trai tăng, việc mà cúng dường, đó là một thiện sự rất đẹp, rất cao quý, và họ hoan hỷ. Thì cái tâm tư của một người mà làm phước như vậy đó, thì đôi khi nó không phải là người giàu mới được có cái tâm tư hoan hỷ, mà người nghèo không có tâm tư hoan hỷ. Nhưng cái người bình thường đó,
thì họ ít có lo lắng, ít có tính toán về cái chuyện mà làm sao để mình có sự bảo đảm và bình an. Bởi vì nhiều khi chúng tôi đọc những cái mẫu tin là có những người Phật tử mà miền Bắc á, người Bắc á, thì có cái đặc biệt là Phật tử có cái niềm tin rất là mạnh. Họ có thể đốt rất nhiều giấy tờ, giấy vàng bạc, đồ mã đó để cúng tế. Dạ, để cúng tế cầu sự bình an. Cái con số tiền họ đốt có thể là cả hàng chục ngàn Mỹ kim. Nhưng mà mới nhìn thì có vẻ như là họ đang phí tiền, là do cái họ nhiều tiền họ thích làm như vậy, nhưng thật sự không phải họ thích đâu, mà họ làm như vậy đó nó là một trong những cái trấn an. Dạ, chúng ta cứ tưởng tượng là một người giàu có ở một cái xứ sở mà có thể tai bay quả gửi xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ mình làm ăn lương thiện thì không lên, còn nếu mà mình làm ăn mà có lo lót, có hối lộ, chạy đầu này chạy đầu kia, thì có khi có trường hợp là vì cái sự cạnh tranh giữa các đảng phái phe nhóm mà họ đem họ xử, họ thanh toán nhau, thanh trừng nhau, thì mình bị liên lụy. Thành ra trong cái giàu có, trong cái mà tấn phát nhất thời đó, người ta có tận ở trong lòng sâu cái sự lo âu sợ hãi. Và chúng ta không nói gì đến những người mà sống ở tại các quốc gia mà cái nền pháp trị nó không có ổn định, mà ngay cả những nền pháp trị ổn định đi nữa thì cái thương trường đó là chiến trường. Người ta không biết bao nhiêu công ty làm ăn phát đạt rồi, đó rồi lỗ lã đó, rồi biến mất đó. Thành ra không có cái gì mà chúng ta gọi là bảo đảm 100%. Và chúng ta không tin điều này, nhưng mà có sự thật quý vị. Có càng nhiều thì chúng ta càng lo sợ, càng muốn bình an thì chúng ta càng lo sợ. Tại sao người ta hay nói đến thế giới vĩnh hằng? Tại sao người ta hay nói về một chốn bình an? Có đôi khi những điều đó nó chỉ là một cái ước vọng nói lên sự khắc khoải trong tâm hồn. Người ta muốn đi tìm một cái chốn bình an thật sự của tình yêu. Nếu mà tìm được một người bạn đời nào đó mà đồng tâm xứng ý, thì người ta nghĩ rằng sẽ dắt tay nhau đi hết cuộc đời này một cách đẹp đẽ. Có nhiều người lại nghĩ đến là mình giàu có, khi mà mình về hưu rồi mình có thể tung tăng đây đó, đi đến những phương trời viễn mộng, mà ở tại đó mình có lắm tiền nhiều bạc để làm những gì mình muốn, sống cái kiểu mà mình thích. Và cũng có thể có những người họ tin rằng họ tham gia một cái tổ chức, dù đó là tổ chức của một tôn giáo, tổ chức đó là của một tập thể, một gì đó, và điều đó cho họ cái chỗ nương tựa. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật đã dạy gì cho chúng ta biết? Đức Phật dạy cho chúng ta sống trong cái sự trưởng thành nội tâm. Thật ra nếu chúng ta nghĩ rằng cái thế giới bên ngoài nó là cái chỗ nương, nó là chỗ chịu, thì chúng ta hơi ngây thơ. Chúng ta thật sự ngây. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn lại xung quanh, một căn nhà, một building, một con đường, ví dụ chúng tôi ở chùa Pháp Luân đây, chúng tôi có thể cố gắng để xây dựng một con đường hay là một building. Chúng tôi đoán chắc với quý vị rằng con đường đó, nó có thể có cái tuổi thọ dài hơn chúng tôi. Chúng tôi 60 tuổi, có thể chúng tôi sống nhiều lắm, là vài ba chục năm thì rồi mình cũng ra đi. Nên chi đó, đôi khi mình nghĩ đến cái xây dựng một thế giới vĩnh hằng mà chúng ta quên rằng chính tự thân của chúng ta vô thường. Và những cái biến đổi theo thời gian, sự biến đổi của lão hóa, cái sự biến đổi của vật đổi sao dời, sự vô thường là cái gì mà chúng ta luôn luôn tìm cách chống chế, chúng ta tìm cách quên đi, hay là chúng ta tìm cách không muốn nhìn, không muốn thấy, nhưng mà kỳ thật nó có xảy ra. Và cái phương thức mà Đức Phật dạy chúng ta tìm sự ổn định, tìm sự ổn định ở đây là tìm được cái sự bình đạm của nội tâm. Sự bình đạm đó nó là cái khả năng có thể sống và chấp nhận sự thật, có thể sống với sự thật, dù là sự thật đó là sự thật phũ phàng, dù sự thật đó là sự thật mình không thích. Thí dụ như vô thường,
khổ vô ngã. Đúng là rất là khó. Rất là khó để chúng ta có thể sống bình tâm khi một người thân rất là thân thương ra đi. Chúng ta rất khó bình tâm khi chúng ta mất một số tiền bạc tài sản mà tương đối lớn, mà cái cuộc sống hàng ngày không phải dễ để chúng ta có. Chúng ta rất là khó bình tâm để chúng ta nhận thấy rằng những giá trị mà chúng ta nghĩ là miên viễn, là vĩnh hằng thì thật ra rất là tương đối trong cuộc sống này. Chúng ta rất là khó để bình tâm khi mà mình nghĩ rằng đây là con của ta, đây là người thân của ta, đây là tài sản của ta, đây là người thân tính của ta, mà lẽ ra những người đó phải là của ta, nhưng mà họ có cái ý hướng khác đi. Họ vì có lý do này, lý do khác không là của ta, mà chúng ta cảm thấy bất lực, họ ngoài tầm với của mình. Thành ra chúng ta đau khổ. Tại sao con người ghen tuông? Tại sao con người sợ hãi? Tại sao con người luôn luôn tìm cách để đặt mọi thứ ở trong vòng kiểm soát của mình? Tại vì chúng ta muốn có chủ quyền lên những thứ đó. Nhưng mà thứ gì, cuộc sống nó phải vậy. Cuộc sống nó có một cái chân lý muôn thuở, và chân lý này chúng ta chấp nhận được. Đó là sự và tánh riêng. Nói tận cùng thì nó không thuộc về ai. Nói tận cùng thì không có ai kiểm soát cả thế giới này hết. Và nếu chúng ta chấp nhận được như vậy thì chúng ta an lạc. Còn nếu chúng ta không chấp nhận được như vậy thì chúng ta phiền não. Chúng tôi làm trụ trì trong ngôi chùa đó, thưa quý vị. Ở phía sau có cái nhà đa dụng. Nhà đa dụng đó là nơi mà cho mọi người sinh hoạt. Thì trong những ngày lễ thì chúng tôi thường cố gắng để dọn dẹp sạch sẽ, nhìn nó ngăn nắp. Nhưng mà rồi chỉ một tuần, hai tuần thì người ta bày ra ghế chỗ này chút, chỗ kia chút. Và những người đi chùa thì họ rất là thiếu cái ý thức về chuyện đó. Họ xách cái ghế họ để đó, rồi họ đi, họ chẳng bao giờ đem cái ghế trả vào trong, mặc dù cái ghế đi mưa rồi nắng hư, họ để ngủ ngang. Nhưng mà rồi như vậy, đó là cái chùa. Và một mặt nào đó thì cái chùa nó khiến giống như cái chợ, là cái một cái cơ sở mà được sử dụng bởi bá tánh. Bá tánh thì có người có ý thức, có người không có ý thức, có người có cái trách nhiệm, có người có không thường trách nhiệm. Thì nếu mình phiền não thì mình khổ. Nếu phải là mình phiền não thì cái chuyện đó hết rồi. Và nếu chúng ta có cái khả năng, chúng ta đang chấp nhận nó là như vậy đó, cuộc sống đó là như vậy, cái chỗ mà đông người đó là như vậy đó, mình không thể làm khác, thì khi mình chấp nhận được nó thì mình an lạc hết. Và sống trong ngôi chùa thì thứ gì đó là mình phải nói bao nhiêu người lui tới, thì gọi là mình muốn đặt tất cả mọi thứ trong cái kiểm soát của mình, thì mình có hai sự lựa chọn. Một là mình đòi hỏi một cách ầm ĩ là mọi thứ phải theo của mình, và thứ hai là mình tập cười cho nó qua. Và thật ra có nhiều Phật tử đó, họ than phiền chúng tôi, nói sao sư lại không có nói gì. Thật ra cũng có nói, nhưng mà nói rồi thôi, nó cũng chẳng có cái mình cũng thể kiểm soát hoài được. Dạ, kiểm soát hoài được, mà nói với người này thì người kia không nghe, họ cũng không chấp hành. Và đôi khi người lớn thì nó nhỏ không làm, thì nói thì cứ nói đi, nói thì cứ nói, không có sao hết. Dạ. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải chuẩn bị tâm lý là rồi mọi việc nó sẽ diễn ra trong cái cách thế riêng của nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi việc nó sẽ diễn theo cách của mình. Bây giờ đó thì chúng ta nên tập trung vào một chữ khác, đó là chữ Upatthi. Upatthi là một chữ quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều ở trong kinh Phật. Và cái chữ này đó thì chúng ta thường bỏ qua. Upatthi mà trong chữ Hán thường dịch là sanh y. Và trong các câu hôm nay chúng ta nói về chư Phật, đó là Phật không có tìm cái sở y. Upatthi là gì, thưa quý vị? Upatthi đó là thí dụ như chúng ta đang sống nghèo thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến là một cái hình ảnh mà mình đưa ra trong tương lai là mình trở thành một người giàu, mình trở thành một người có nhiều tiền. Và do có nhiều tiền, mình giải quyết được tất cả. Dạ. Dạ.
mình dự phóng ra một hình ảnh của một cái đời sống, mà đời sống đó là đời sống có tiền có bạc, dạ, hay là mình là người yếu đuối, mình phải khom lưng cúi đầu trước kẻ mạnh, rồi mình dự phóng ra mình là một con người sẽ có nhiều người thân, sẽ có nhiều người chống lưng cho mình sẽ mạnh mẽ, mình ngẩng đầu lên, hay là mình đang sống trong hiện tại, mà cái hiện tại đó nó khiến cho mình không cảm thấy là hài lòng, không cảm thấy hoan hỉ vì bệnh hoạn, vì thế này thế khác, thì mình lại đi tìm mong mỏi là nó sẽ có cái tôi trong tương lai, tôi sẽ là có thể đời này hay có thể đời sau. Và có những người mà thưa quý vị, họ có một cái hùng tâm tráng trí, họ muốn họ có thể xây dựng một cái đời sống thành tựu thành công trong đời này, thì họ nghĩ đến một cuộc sống làm giàu làm có. Cũng có những người mà họ không có được điều này thì họ lại nghĩ đến một thế giới sau. Bởi vì tại sao mà những cái mà chúng ta gọi là sanh về Tây Phương Cực Lạc, một cái thiên đàng, một kiếp sau mà lại có nhiều nghĩ như vậy? Tại vì chúng ta luôn luôn mong cầu, chúng ta luôn luôn mong cầu có một cái giải pháp, có một tương lai, có cái gì đó tốt hơn cái hiện tại. Thì cái tốt hơn cái hiện tại đó chúng ta gọi là sanh y. Cái đó nó là cái chỗ nương của tâm. Cái sanh y đó nó là một cái gốc ở trong tinh thần của chúng ta, mà nhiều khi mình tự trấn an lấy chính mình. Tự trấn an chính mình là khi mình được như vậy, khi mình có như vậy, mình sẽ hạnh phúc. Khi mình được như vậy, mình có như vậy, mình sẽ an nhàn. Khi mình được như vậy, mình có như vậy, mình sẽ thập phần tốt hơn. Thì cái này là cái mà theo trong kinh điển đó, theo kinh điển Upatthi, thì Upatthi này đó nó thể hiện qua hai cái trường hợp. Một trường hợp là mình tạo tác mình làm. Tại sao buổi sáng sớm thì để nghĩ làm cái này làm cái kia? Tại trong cái làm đó đó thì mình tin rằng cái làm đó nó sẽ biến mình một người tốt hơn. Và điều thứ hai là mình tin vào mình mong vào cảnh giới thọ sanh, hay là mình trở thành một con người khác. Dạ, mình làm được cái gì khác, mình trở thành một con người khác. Ví dụ như là mình trở thành ông này bà nọ, hay cái sau trở thành chư thiên, thành đế thích, thành thiên chủ không? Thì cái sự cầu, cái sự đi truy cầu, đi tìm kiếm một cái gì mà chúng ta gọi là giải pháp trong cuộc sống đó, cái đó nó vốn dĩ là một cái khát vọng muôn thuở, một ước mơ muôn thuở của con người. Và chúng ta sống thì dựa vào cái Upatthi đó. Upatthi đó nó vừa là bình an mà nó vừa là hy vọng, nhưng nó phải là chân lý. Khi Kitô giáo thì họ đặc biệt là đưa ra cái slogan là chân lý, bình an và hy vọng. Nhưng mà Upatthi là một bình an, hy vọng đó là một cái mộng tưởng về tương lai, và bình an tức là một cái sự gặp gẫm chính mình. Đời sau mình sanh về thiên đàng, sanh về cực lạc, mình sẽ bình an, sẽ hạnh phúc. Đó là sự gặp gẫm. Nhưng mà chúng ta rất sợ thực tại, không nhìn về thực tại. Và cái không nhìn này đó, nó được biểu lộ qua cái gì? Qua cái tha thiết về tương lai. Tại nếu mà trong hiện tại mình bằng lòng, trong hiện tại mình có thể sống với hiện tại, thì mình sẽ không có truy cầu, không có mong mỏi. Điều này chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Thì bây giờ, giả sử như chúng ta đồng ý, giả sử thôi là chúng ta đồng ý không sống với mộng tưởng, không sống với tương lai, không có
đặt để là mình làm gì, mình hy vọng gì, nhưng mà mình sống với hiện tại. Thì cái hiện tại này làm sao mình có thể sống với nó? Sống với hiện tại không có dễ, không có dễ. Quý vị tại thấy tại sao mà ở trong hôn nhân thì người ta thường có cái thái độ buồn chán, buồn nản với những người hôn phối của mình? Tại sao trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thường bất mãn với cuộc sống hàng ngày? Tại sao ở cái những người bạn ở xa đó thì chúng ta thường hoan hỷ, thường thích thú, trong khi đó những người ở gần mình thường bất mãn? Tại vì nó có một cái định lý muôn thuở. Định lý muôn thuở đó là sự bất mãn với hiện tại. Đó là định lý muôn thuở. Và chúng ta luôn luôn nghĩ, đi tìm và chúng ta không có khả năng đối diện với thực tại. Cái thực tại đó là cái gì mà khó đối diện như vậy? Cái thực tại đó là vô thường, là cái gì nó cũng luôn hằng chuyển, không đứng yên một chỗ. Khổ não là nó không có hoàn hảo, nó bất toàn, và nó không hoàn hảo, nó đưa đến sự bất toại, tức là chúng ta không có vừa ý hoàn toàn. Và vô ngã là chúng ta không kiểm soát nó. Cái đau, cái bệnh, chúng ta không kiểm soát nó. Những người chung quanh chúng ta không kiểm soát nó. Thời tiết mình cũng không kiểm soát nó. Và cái hên, cái xui chúng ta cũng không kiểm soát nó. Cái đó chúng ta gọi là vô ngã, bởi vì mình không có chủ quyền. Thì cả ba cái hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã này đó, là mọi vật đều hằng chuyển, tức là vô thường. Mọi vật đều bất toàn. Đó là chúng ta gọi là khổ não. Mọi vật đều không nằm ở dưới một chủ quyền tuyệt đối, chúng ta gọi là vô ngã. Thì bây giờ cái câu hỏi, một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta là chúng ta phải làm thế nào sống với ba cái thực tướng đó. Dạ, chúng ta phải sống làm thế nào sống ba thực tướng đó. Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng, cho chúng ta biết rằng, trước nhất là chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi đó, chúng ta phải thấy rằng cái phản ứng của mình nó là phản ứng nông nổi. Chúng ta hiểu là hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng cuộc đời nó là như vậy đó. Cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy đó. Và nếu đòi hỏi nó khác đi, thì cái người khổ không ai khác hơn là chính bản thân của chúng ta. Đó là sự thật. Và chúng ta phải hiểu. Ở trong đời này, thưa quý vị, ví dụ như là chúng tôi sống ở thành phố Houston, mà mùa hè thì nó rất nóng, mùa đông rất lạnh. Và nếu tôi chấp nhận rằng mình sống ở đây thì nó phải như vậy thì không chi. Còn nếu chúng tôi phản đối ầm ĩ, chúng tôi khó chịu, thì cái khó chịu đó nó dẫn chúng ta đến làm gì? Cái khó chịu đó nó đưa chúng ta đến một cái tình trạng là chúng ta tự mình chuốc khổ và tự mình khổ hoài. Cái khổ hoài đó là vì sao? Là vì nó như vậy mà chúng ta muốn nó khác hơn. Thì khi chúng ta hiểu như vậy rồi, thì thứ gì, nó trải qua một cái giai đoạn, mà cái giai đoạn đó tương đối là nó mất thời gian, tương đối là nó cần đến công phu tu tập, tương đối là nó cần đến một cái thái độ trưởng thành. Bây giờ chúng tôi làm trụ trì trong chùa, như vậy. Và nếu chúng tôi là một nhà sư, mà chúng tôi không muốn cho những người trẻ, nhất là trẻ em đến chùa đó, thì quá ra chùa dần dà chỉ cho người già thôi, mà người trẻ không đi chùa được. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cho trẻ em đến chùa đó, thì chúng tôi phải chấp nhận cái cách ồn ào, chạy giỡn, cái cách xả rác, cái cách mà nó đi ra đi vô, nó vô ý vô tứ, trẻ em mà. Thì bây giờ mình phải có cái nhìn đại quan, phải có cái nhìn lớn để chấp nhận đó. Thật với Phật tử nhé, là ở trong chùa
cái em nhỏ đi chùa đó, nó không mang lợi gì cho chùa hết. Chúng tôi nói như vậy. Và cái em đi chùa là xả rác, cầm cái ghế bỏ chỗ này, cầm cái bỏ chỗ kia. Cái em đi chùa đó là cái em không có những cái ý thức gì. Nhưng mà thấy một điều, thì phải thấy một điều là các em đi chùa được mình mừng lắm rồi. Tại vì sao? Các em có đi chùa, cô em có hình ảnh nhà sư, mà chia bút bọt đỏ, cha mẹ ông bà không còn nữa thì nó mới đi chùa. Chứ hồi nhỏ lớn nó không biết mai mốt lấy đâu đi chùa. Thành nó đi chùa được mình cảm ơn. Thì cái này ấy, nó hơi khó. Là từ cái chỗ mà mình không thích, không thoải mái, và dần dà mình chấp nhận được, thì cái chấp nhận nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi chúng ta có cái nhìn rất rộng về cuộc sống. Và nhìn rất rộng này đó, nó khó có thể diễn tả lắm, thưa quý vị. Rất khó diễn tả. Tại sao khó diễn tả? Là bởi vì thường thường á, chúng ta chỉ nhìn sự vật á, nó đơn giản một chiều thôi. Dạ, nó đơn giản một chiều, chúng ta không có chịu nhìn sự việc đó nó sâu xa hơn. Và cái nhìn mà nó khiến cho chúng ta có đủ khả năng để chấp nhận đó, nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dạ, nó không phải dễ dàng, khó lắm. Dạ, rất là khó. Cuộc sống nó vốn là có trăm muôn ngàn thứ, mà những thứ này nó không có nằm trong cái kiểm soát của mình. Thì khi mà đề cập đến những cái bản chất của vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng tôi thưa quý vị là ngay cả mình là người con Phật, mình tu học bao nhiêu năm cũng chưa chắc là mình có khả năng tiêu hóa, mình chấp nhận được đâu. Không dễ, hoàn toàn không dễ. Nhưng một khi mình đã tiêu hóa được, thì nó giống như một người hồi nhỏ đó, nhìn cuộc đời đẹp như mơ, đẹp như một bài thơ. Khi vừa ra đời, chạm trán cuộc đời, đụng dẫm cuộc đời, thì sinh tâm phiền muộn, sinh tâm bất mãn, sinh tâm đau khổ. Nhưng mà nếu người đó được có một cái không gian, người được cái điều kiện để đón nhận thực tế, để chấp nhận cái đau, để chấp nhận khổ, và để chấp nhận sống qua giai đoạn đó, thì dần dà người đó sẽ đạt đến cái cảnh giới là sống hiểu biết hơn, sống thực tiễn hơn, sống ít đau khổ hơn, và thậm chí có thể cười trước cuộc sống. Thậm chí cười với cuộc sống. Chúng ta cứ để ý đi. Có những người mà ai nói nặng mình chút, hay ai lường gạt mình chút mà nổi đi cơn điên lên. Nhưng mà có những người mà họ đã quá hiểu chuyện đó, cuộc đời nó là thế đó. Đời là thế, thiên thu sầu bất diệt. Chúng ta hiểu không được như vậy đó. Thì chúng ta rất dễ dàng hơn. Nhưng mà đó là một viên thuốc đắng. Đó là một bài học khó tiêu hóa lắm. Rất khó tiêu hóa. Vì vậy, muôn thuở là chúng ta bị cái sự lấn cấn giữa cái mà chúng ta gọi là một hình ảnh tiêu cực, hình ảnh bi quan, hình ảnh yếm thế của đạo Phật qua cải lương. Như chúng ta thấy rằng mặc dù ở cải lương thì có cả bốn hỷ nộ ái ố hết, nhưng mà cái bi thương thì trong cải lương nó nhiều. Tại vì nó dễ làm cho người ta rơi nước mắt là đã ăn tiền. Thành ra cái cải lương ngày xưa đó nó gần với đạo Phật. Cải lương gần đạo Phật, như chuyện Tình Lăng và Điệp Máu Dụng Sưng Chùa chẳng hạn. Quý vị thấy trong cải lương ít có nó hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà hình đại Phật nhiều. Và người ta khai thác cái chất bi lụy, và từ chỗ đó họ cho quần chúng cảm nhận như là cải lương thì nó phải làm cho ta rơi nước mắt mới hay, và ở trong cải lương thì nó gần với đạo Phật, như vậy đạo Phật là bạn đạo Phật yếm thế. Chúng tôi không biết bây giờ cái thế hệ trẻ có còn nhìn đạo Phật ở Việt Nam như vậy không, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó thì thường thường ta hay nghĩ đến đạo Phật là yếm thế. Và đó là lý do tại sao mà ông bà ngày xưa khi mà tổ chức hôn lễ không nhiều vào chùa, chỉ tổ chức cầu siêu vào chùa thôi, chết thì vào chùa thì nó siêu thoát thì được,
Nhưng mà đụng tới hôn lễ thì người ta nói đến cái chuyện mà trăm năm hạnh phúc sắc cầm hòa hiệp, đâu có ai đem vào chùa làm gì. Nhưng mà thật ra thì ngay cả những người Phật tử trí thức thì cũng không hẳn có khả năng để tiêu hóa một cái nhìn về thực tại mà đạo Phật dạy chúng ta. Không khả năng tiêu hóa đâu quý vị, rất khó, khó lắm, rất là khó khả năng tiêu hóa, không có đơn giản. Chúng tôi muốn nói về điểm này để quý Phật tử nhận ra khi mà mình tu tập đó, là những người bắt đầu đi vào trong giới thiền định, bắt đầu có tu tập, thì một ở trong những điều mà rất là cần là thực tại như thế nào thì mình chấp nhận như vậy. Giống như là mình nhìn hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn. Cái việc của hành giả không phải là bắt hơi thở phải thế này, hay là đòi hỏi hơi thở phải thế kia, mà hơi thở như thế nào thì mình ghi nhận như vậy. Đây là một cái chìa khóa, đây là một cái yếu tính của Phật giáo. Yếu tính Phật giáo đó dạy chúng ta nên không phải chỉ tôn trọng sự thật mà sống với sự thật. Sự thật như thế nào chúng ta nhận như vậy. Và sự thật đó rất là khó nuốt đối với cái bản tính của chúng ta. Chúng ta vốn cầu toàn một cuộc sống bất toàn. Chúng ta muốn được cuộc sống được miên viễn, mà cuộc sống nó lại thường thay đổi. Chúng ta muốn nó nằm ở trong cái sự điều khiển của mình, nhưng mà cuộc sống nó vô hộ vô chủ. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta phải trưởng thành. Nếu chúng ta muốn tu, chúng ta không thể nào tu tập mà chúng ta không chấp nhận thực tại. Thực tại khó nuốt, thực tại ngán ngẩm, thực tại có vẻ như là vô vị. Nhưng mà đời sống nó là như vậy. Và một khi chúng ta đi xuyên qua được cái giai đoạn đó rồi, thì chúng ta sẽ rất là bình thản. Cũng như là bao nhiêu người mới vào cuộc sống này, nếu họ lớn lên trong một gia đình giàu có, đời sống tốt đẹp, họ sống cuộc sống luôn luôn được bảo đảm, và rồi một lúc nào đó họ rời khỏi cái thế giới thân quen của mình, đi vào trong cuộc đời mà không có cha, không có mẹ một bên, không có người bảo vệ, mà họ tiếp xúc với cái thực tại đó là lừa đảo, đó là gian dối, đó là bóc bên vô định, thì thứ gì họ sẽ khổ rất nhiều. Tuy nhiên không phải là đem người đó trở về với tháp ngà, với cái vỏ bọc, với cái vỏ ốc của người này, không phải là đem người đó trở về sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ họ hạnh phúc đâu, mà hãy cho họ và hãy cho họ một cái cơ hội được trưởng thành. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ có nghe ông ngoại chúng tôi hay kể chuyện đời xưa lắm, thưa quý vị. Ông bà nói chuyện đời xưa mà có nhiều câu chuyện ông bà kể thì chúng ta nghe về thôi chứ chúng ta cũng biết hư thực nó như thế nào. Nhưng mà ông ngoại ấy câu chuyện là có cái ông làm cái nghề không phải là cái gọi là nghề ăn trộm thì ông dẫn con đi ăn trộm. Quý vị đừng nghe coi hài nha. Sau nghề ăn trộm là cái nghề, nhưng ngày xưa có những người quý vị họ chuyên mua ăn trộm ban đêm đó, đi trộm heo, trộm gạo trong này kia. Thì ông đến ông quan sát một căn nhà và ông tìm thấy được cái đường đi nước bước xong rồi ông chỉ cho con ông. Và đến khi đó thì ông ở ngoài ông ra lệnh cho con đột nhập vào trong căn nhà để ăn trộm. Nhưng mà khi con vừa đột nhập trong ở ngoài ông tri hô tức là la lớn là ăn trộm, thì mọi người thức dậy. Và bởi vì người ta bị ăn trộm nên chi người ta hay thủ sẵn là đuốc, là gậy, là những thứ để bắt trộm. Thì hàng xóm chung quanh nghe như vậy thì chạy đuổi con trộm, và con ông thì đang nằm ở trong căn nhà và phải tìm cách để chui ra bên ngoài. Và chạy thì ra bên ngoài đèn đuốc sáng trao trăng thì phải tìm gọi là cái
cái đường sống trong cái trong cái sự bí hiểm, sự vây bắt trùng trùng bao phủ chung quanh, nhưng rồi cũng chạy thoát. Thì đứa con về, đứa con giận lắm, nói tại sao cha dạy con đi ăn rộ, chú dạy con mà lại đi kêu người ta bắt con vậy. Thì ông già nói đó là luyện tập đó con. Chứ tôi không biết có ai mà truyền nghề ăn trộm cho con không. Nhưng mà phải nói một điều rằng câu chuyện đó nó có một cái chuyện thú vị, giống như người ta hay nói là người Hoa mà muốn cho con nên người đó thì trước khi cho nó làm chủ, cho đi làm công trước. Ở đây thì chúng ta không phải đi tìm đau khổ, tại vì đau khổ nó luôn luôn hiện diện. Chúng ta không phải đi tìm cái bất toàn, tại vì cái bất toàn nó luôn luôn là bản chất thực của đời sống. Chúng ta không đi tìm cái vô thường thay đổi, bởi vì cái vô thường thay đổi vốn chỉ là nó luôn luôn có. Quý Phật tử quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi không? Dạ. Dạ, quý vị, dạ vâng. Thì thưa quý vị, ở đây chắc là khi mà chúng ta sống với thực tại, học được thực tại, chấp nhận thực tại, thì chúng ta sẽ kiểm nghiệm thân của mình là mình có đi truy cầu ở sanh y hay không. Đây là điểm rất là khó. Cái upathi ở đây không phải là mình đi tìm sanh ở đời sau. Upathi ở đây có thể là tương lai. Tương lai đó là đời này, tháng tới, năm tới, tuổi già hay đời sau. Mà mình luôn luôn có một cái dự phóng. Cái dự phóng đó. Tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là cái kia. Khi nào mà quý vị nghe một người mà nói quá nhiều về tương lai đó, tức là người đó không biết hiện tại họ đang làm gì. Chúng tôi sống trong chùa, sống với các vị tu sĩ, thưa quý vị. Chúng tôi biết rằng các vị tu sĩ có cái bệnh. Thí dụ như sống trong chùa, không có một cái nghề làm việc, không có nghề, rồi không có lợi tức, rồi cũng không có xây sở, không làm việc này việc kia đó. Thì ngài hơi tưởng tượng hay bàn chuyện tương lai. Khi mà nói chuyện hay nói ở trong tương lai làm cái này, ta làm cái khác. Mà trong lúc hiện tại các vị không làm gì hết. Mà thật ra hiện tại có rất nhiều việc vì đây vì đó làm. Ví dụ như là việc học kinh điển, nghiên cứu kinh điển, việc thuyết pháp cho Phật tử. Nhưng mà các vị không nói, các vị cứ nói chuyện tương lai không. Thì ra nếu trong trường hợp mà chúng tôi ở trong một cái tư thế, ở trong một cái cương vị mà có thể khuyên được ấy, thì chúng tôi sẽ nhắc các vị đó là những cái dự phóng về tương lai đó, nếu nó có thì cũng chỉ nên có đôi chút thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà cái dự phóng về tương lai thường đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy sự bất mãn trong hiện tại. Chúng ta phải để ý điều sự không bằng lòng với hiện tại, bất mãn với hiện tại.
hay là sợ hãi về hiện tại. Do chúng ta sợ hãi hiện tại, chúng ta đi tìm một cái gì đó. Nó tâm trạng giống như một cô gái mà về nhà chồng, mà đời sống bên nhà chồng nó khắt khe quá. Thì khi ôm đứa con vào trong lòng, đem tất cả cái kỳ vọng, tất cả hy vọng mình gửi vào đứa con. Con nó lớn lên thì mình sẽ thế này, sẽ thế kia. Thì chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống này nhiều khi do cái sự buồn nản với hiện tại, do sự không bằng lòng với hiện tại, do sự sợ hãi hiện tại, do cái sự thù ghét hiện tại, do cái sự chán ghét hiện tại đó, chúng ta lại dự phóng ra một tương lai. Mà tương lai đó là cái gì? Tương lai là ảo tưởng. Tại vì đâu ai biết tương lai là cái gì đâu. Quý vị cứ tưởng tượng coi, chúng ta một vị tu sĩ sống trong ngôi chùa, hiện tại mình đã không làm gì, nhưng mà mình nghĩ đến mai kia bốc ngọ mình sẽ làm cái này kia, tại sao không bắt đầu làm trong hiện tại? Thành ra người ta có câu nói như vậy, ta nói rằng cái hành trình xa nó bắt đầu từ biết hiện tại, nhưng biết hiện tại không bắt đầu thì không có tương lai. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ dự phóng, vẽ ra, đề ra, mơ màng về tương lai. Không phải người đời mà người tu cũng vậy. Và giờ cái mộng đẹp về tương lai thì chúng ta càng chán ghét về hiện tại, và chúng ta không muốn sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại không phải là một điều dễ dàng đâu. Sống với thực tại dễ dàng đâu. Mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền. Dạ, nhất dạ hiền là một vị mà sống ở trong đêm cô tịch, sống một mình mà sống với hiện tại. Mà cái hiện tại đó là đêm trường, thanh vắng và một mình thôi, mà vị có thể sống an lạc được. Thì cái tâm thức của vị đó nó phải đạt đến cái trình độ ảo diệu lắm, trình độ ảo diệu lắm mới có thể sống một mình. Không có một người tu nào mà khi mà mình sống rồi mình nói mình buồn, mình sống mình thấy trống vắng, mình thấy mình rảnh quá, rảnh quá không có gì làm. Mà người tu đó là không có vấn đề hết. Khi mà mình rảnh quá mới đi tìm giận người này, buồn người kia, đi tìm cái này kia. Hiện tại chúng ta ngồi đọc mũi kinh, chúng ta niệm hơi thở, và chúng ta sẽ sống an lạc trong từng bước chân của mình. Đó là một thách thức rất lớn. Nhưng mà chúng ta phải đi qua cái thách thức đó để chúng ta trưởng thành. Tại vì sao? Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta những gì mà cần thiết để dạy. Ngài đã cho chúng ta những hành trang cần thiết để lên đường, mà chúng ta không đi. Và chúng ta cứ sống ở ngồi đó mơ mộng. Bởi vì cái upati sanh y là gì? Sanh y tức là tìm cái chỗ gì đó để chúng ta ước vọng, để chúng ta mong mỏi ở tương lai. Nhưng mà thật ra là ảo tưởng. Tất cả đều đó là ảo tưởng. Tại vì sao vậy? Không ai biết được ngày mai. Trong kinh nói như vậy, không ai biết được ngày mai. Chúng ta mong là mình sẽ là thế này, mình sẽ là thế kia. Thật ra nó chỉ là một ảo tưởng. Bởi vì chúng tôi có một cái tác phẩm nghệ thuật mà chúng tôi rất là thích ở trong pháp ảnh lục đó. Đó là một người bắc thang lên trời. Mà khi bắc thang lên như vậy thì ở trên đó không có gì, chỉ là cái thang đi lên thôi. Cái bắc thang đó là upati, gọi là sanh y. Nhưng mà chữ sanh y thì nghe nó xa lạ với Phật tử lắm, tại ở trong kinh dịch như vậy. Nhưng mà đại khái là mình tìm một cái chỗ nương. Một chỗ nương đó, hữu sanh y hay là nghiệp sanh y, mình làm một cái tôi sẽ là, tôi sẽ, dù là tôi sẽ làm, tôi sẽ có, thì điều đó chỉ là mơ mộng, cho chúng ta thấy chúng ta không bằng lòng với mặt đất, chúng ta không bằng lòng với thực tại, chúng ta mới bắt thang lên trời. Thì bây giờ để đem mình trở về sống với hiện tại, sống an lạc với hiện tại, thì cái này là nó rất khó. Rất khó để chúng ta hiểu. Đừng nói chỉ cái tâm của Đức Phật. Chúng tôi xin nói ra hai câu Phật ngôn mà để chúng ta có thể một phần nào chiêm nghiệm về cái tâm thái của Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị là chúng ta không có đủ hiểu Đức Phật đâu. Có một vị thiên đến hỏi Ngài rằng Ngài có hoan hỷ không? Đức Phật nói ta được gì mà hoan hỷ. Rồi hỏi Ngài có bất mãn không? Nói ta mất cái gì mà ta bất mãn. Mình quan điểm là một vị nào đã sống hoặc là vui, không vui thì buồn. Nhưng Đức Phật Ngài chẳng vui chẳng buồn. Chúng ta không hiểu được cái đó đâu. Không hiểu. Tại vì chúng ta quen sống với cái được mất. À, hoa nở là được. Ví dụ như khi sáng nay chúng tôi đi ra ở sau khóc hòa thường, hoa đào nở rất là đẹp.
Giờ hoa đào năm nay hoa đào nở trễ, chúng ta đã qua năm tháng giêng rồi mới hoa đào nở. Cái hoa đào nở rất là đẹp, thấy hoa nở đẹp thì mình vui, nhưng mà trước Tết trời lạnh, không khí bất thường, hoa nó không nở, thì quý vị thấy mình vui buồn một cái hoa nở hoa không nở, cái đẹp và cái xấu, cái được và cái mất. Và một vị thiên hỏi Đức Phật là ngài có vui không, ta được cái gì mà vui? Hỏi ngài có buồn, ta mất cái gì mà buồn? Hay hoặc giả là có vị, một vị thiên khác hỏi Đức Phật là ngài hãy đứng lại hay là ngài hãy bước tới, thì Đức Phật nói Như Lai không đứng lại cũng không bước tới, tại vì đứng lại thì chìm xuống, bước đi thì trôi dạt. Những cái câu Phật ngôn, câu trả lời nó rất là ngắn nhưng mà không đơn giản, để chúng ta hiểu đúng không? Không có đơn giản. Tại vì sao? Chúng ta là những sinh vật không quen sống với thực tại, và cái thực tại đó nó không đẹp như mình nghĩ. Và nếu chúng ta sống với thực tại thì chỉ có hai cái thôi: một là quá dính mắc, hai là quá bất mãn. Mà cái bất mãn á, nó cũng là cái mà mình không được cái mà mình muốn. Và cái dính mắc là chúng ta sẽ sợ hãi, sợ hãi là mất đi cái mà mình đang có. Và hai điều đó nó đều có vấn đề hết. Nên hiểu Đức Phật không có dễ dàng. Nhưng mà có một điều mà ma đó, ma nhắc Đức Phật thì ma biết điều là Đức Phật nói vậy, Đức Phật có gì đâu sợ ma. Chư Phật không có tìm cái sở y. Dạ, một người đã sống rồi dám đối diện với sự thật, không phải là vì ngài nói rằng ngài dùng cái năng lực đi đánh đuổi ma, áp đảo ma. Tại vì thật sự tự ở trong lòng của ngài đó, không có chuyện gì để truy cầu. Ngài không đi tìm sự bình an, ngài không tìm sự an ổn, là ngài có gì phải sợ? Cái này là cái khó. Cái tâm lý đó, cái tâm lý về sự sợ hãi đó, nó là một đề tài không có đơn giản. Dạ, chúng tôi hy vọng rằng khi mà quý Phật tử đi qua hết cái chương ác ma này đó, thì chúng ta có được cái dịp để trắc nghiệm. Trắc nghiệm ấy mà chúng ta gọi là những cái khía cạnh khác nhau của tâm lý sợ hãi. Là một điểm rất là lợi lạc, tại vì ai trong chúng ta cũng sự sợ hãi hết. Và đôi khi chúng ta phải đặt câu hỏi đó là tại sao mình sợ? Và cái tâm lý sợ hãi nó dựa trên cái gì? Rất là nên, và rất là nên, rất là cần để chúng ta biết, để chúng ta tìm hiểu nó lợi ích vô cùng. Chúng ta có thể nói một cái tóm tắt như vậy là ở trong cuộc sống, càng mơ về một chúng bình an, gào thét đó là tôi chỉ xin hai chữ bình an thôi, thì chúng ta càng đau khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta nói tôi chỉ muốn được sự bình an thôi, hay tôi muốn đi tìm được chúng bình an, tha thiết chúng bình an đó, là rõ là mình đang bất mãn, đang sợ hãi, đang khó chịu, khó chịu một cách nghiêm trọng đối với hiện tại. Thì lúc đó chúng ta là một người tu á, thì chúng ta nên tập lòng tỉnh. Người Việt Nam chúng ta có câu là phất tỉnh văn lê, nhưng mà chúng tôi nói là mình phất tỉnh như người tu thiền tứ niệm xứ vậy đó. Là nó sanh thì biết, nó sanh nó diệt, nó diệt. À, cái hồi nãy nó chưa có, bị có rồi nó sanh. Và bây giờ nó có rồi, nó biến mất rồi, nó diệt. Biết như vậy thôi. Dạ. Trong kinh nó có nói về ngày Sa Tất. Đôi khi ngày dạy như vậy, ngày nói rằng nếu có người nào chửi mình, thì mình nên ghi nhận đó là âm thanh, đó là lỗ tai, đó là nhĩ thức. Âm thanh sanh khởi, biết là âm thanh sanh khởi. Âm thanh diệt, biết là âm thanh diệt. Chỉ biết cái sanh diệt của nó thôi. Hay là ngài đang đi ở ngoài đường, người đi sau lưng đấm vào trong lưng của ngài, đấm vào trong lưng của ngài, ngài đứng yên lặng và ngài hỏi chuyện gì vậy. Và khi mà ngài hỏi chuyện gì vậy, một thái độ rất là bình thản, thì khiến cho ông Bà La Môn mới run sợ. Nhưng mà như vậy là nói thì dễ, chứ không phải là chuyện mà dễ làm. Chúng ta phải tu thiền rất lâu. Chúng tôi có một cái quan sát như vậy, là những người Phật tử hay không phải Phật tử nào đi tu thiền
mà thường tu nhiều khóa, nhiều ngày với cái sự quan sát chánh niệm về sự sanh diệt, sanh khởi và biến mất. Đây là hơi thở vô, hơi thở vô rồi đi thở hơi thở ra. Đây là cảm thọ thoải mái, đây là cảm thọ đau nhức, đây là tâm sợ hãi, tâm lo nghĩ. Khi nó ra thế nào biết thế đó, lâu ngày đó thì chúng ta thấy người đó có một sự bình lặng hơn, có một sự an tâm hơn. Và khi mà chúng ta thường xuyên để quan sát cái tính sanh diệt của đời sống, và chúng ta hiểu được là tại sao Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thấy được pháp sanh diệt tức là mình thấy rằng cái này sanh rồi cái này diệt, có sanh rồi có diệt. Và sanh diệt đó nó không phải là chuyện một triều đại hay là một cơ sở hay là một con người, mà trong từng giây phút, ở trong từng hơi thở, ở trong từng chập tư tưởng sanh diệt. Và khi mà chúng ta thấy được cái sanh diệt nhiều rồi thì chúng ta sẽ đạt đến một cái cảnh giới. Cảnh giới đó là an nhiên với những sự sanh diệt. Và sự an nhiên đó nó là một phần thưởng rất lớn cho một người có được cái nhận thức thực tại như vậy. Dĩ nhiên là điều này nó không phải đơn giản để chúng ta nói, mà chúng ta phải chiêm nghiệm rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn khám pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Sư. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành chuyên thuận tội giác đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay, đã cho chúng con những lời dạy vô cùng quý giá. Chúng con kính tri ngài và cảm ơn quý vị. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con xin hồi hướng phước lành mà cảm cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa thủy nhân thờ.
tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tham ba lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang Gamma, 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 Gamma